rồi cái món này thì mình phải xé nó ra và mình ăn, mình có thể chấm với lại cái chưa, chưa. Cái này luôn, cái gia vị chấm chéo luôn. Dạ chấm chéo luôn. Ước gì được ăn ha. Nói cảm ơn em là nhờ em mà mọi người được ăn, mà bây giờ đến một cái răng mực em còn không được ăn nữa. Người ta đã có yêu mình, có thương gì mình. Người ta đâu có yêu mình, có thương gì mình. Người ta đâu có yêu mình, thương gì mình đâu. Nó thì cũng là lòng người, nó là showbiz mà, có bao giờ có tình bạn đâu. Trời ơi trời. Khánh gấp giùm anh với. Gấp thôi hả? Dạ. Cho anh miếng cơm nữa. Thôi dễ quá, em là coi như là một kho tàng âm nhạc luôn. Dạ. Khánh. Cái gì anh mới thấy cái gì? Em nhanh thiệt luôn Khánh. Nước biển vô và người ta làm thì cái muối này khi mình làm nó sẽ không có cái hậu chát. Tôi sẽ thử trước. Sau khi mình cuốn xong mình chấm với mắm nêm. Dạ. Mắm nêm mình làm từ cá cơm á. Cái đó là phụ bên này. Dạ. Mình em tách ra cho dạ, em tách ra giùm dạ, em tách ra giùm cho cái Khánh. Này. Khánh. Cái gì anh mới thấy cái gì? Em nhanh thiệt luôn Khánh. Đâu nhanh lên cho em ăn đi nhanh lên. Gấp nó rồi, gấp nó rồi. Nhanh đi. Quăng vô đây nè. Lên đi. Quăng vô, quăng vô. Ủa, em ăn thiệt hả Khánh? Tại vì trắng của nước đó rất là thơm, béo, ngọt. Mà mình cũng được quết miếng thịt lên nữa. Tuyệt vời lắm rồi. Ta sẽ nhuyễn với đậu phộng. Xong ta nấu lên chung với thịt bằm. Anh đã dắt rất nhiều người về đó ăn mà ăn trong ăn gì. Cuốn như vậy cũng rất là ok. Ngon chứ, cá tươi mà. Khánh ơi, Khánh lên sóng truyền hình đó em, phải tuân thủ luật chứ gì? Tuân thủ luật rồi, ai thương em, ai tội em, bao tử em thì sao? Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đến vòng tiếp theo, chúng ta có cùng xem lại những khoảnh khắc ăn lén lút của Duy Khánh. Sao tự anh nói gì vậy anh? Sau khi nói câu đó, edit tôi sẽ tự dựng những góc slow motion là em ngồi. Đó. Chúng ta hãy cùng xem lại những pha chửi của đồng đội Duy Khánh. Trời. Em đừng như vậy nữa Khánh ơi. Em đã làm cả nhóm nhục nhã hồi nãy rồi, em đừng làm thêm gì nữa. Ngồi luôn đi Khánh. Đừng có mà đợi anh nữa. Em nhục biết bao nhiêu lần chứ các bạn. Được rồi mẹ, như vậy mình ráng từ từ mình cũng được ăn, anh hiểu không? Em cũng sắp làm như điện ảnh rồi, tự trọng trước Duy Khánh. Cảm ơn luôn á, thật sự luôn, đau lòng lắm chứ bộ. Trong đó có những giọt nước mắt của ba mẹ em đó Khánh. Trời ơi.